TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Skypool nằm ở giữa trung tâm London, Anh, được kết hợp với spa, quán bar và vườn cây xanh trên sân thượng, tạo thành một khu phức hợp đầy thú vị. Nằm cách mặt đất 35m giữa hai tòa chung cư mới của Embassy Gardens, London là bể bơi Skypool, nơi đem đến trải nghiệm bơi giữa bầu trời. Bể dài 25m, xây bằng vật liệu trong suốt, có thể chứa tới 148.000 lít nước với các cạnh dày 200mm và sâu 3,2m với đáy dày 300mm. Hồ bơi Acrylic nặng 50 tấn trải dài 14m giữa các tòa nhà với các bậc thang và hệ thống lọc ở hai đầu và 5 chế độ chiếu sáng để tăng vẻ kỳ diệu. Khách bơi ở Skypool không chỉ ngắm nhìn tòa nhà Quốc hội, vòng quanh London Eye cùng đường chân trời thủ đô Anh mà còn được trải nghiệm trôi nổi giữa không trung, bơi lội ở độ cao hàng chục mét và xung quanh không có gì cản tầm mắt. Skypool ban đầu được thiết kế và xây tại Colorado của Mỹ, sau đó vượt hơn 8.000 km qua đường bộ và biển để lắp đặt tại London. Cũng nhờ công nghệ hiện đại và những đổi mới trong kiến trúc, Skypool vẫn có thể đứng vững và chịu được các dịch chuyển của hai tòa nhà 10 tầng mà nó kết nối. Công trình không cố định ở hai đầu tòa nhà mà có thể trượt nhẹ trong khi vẫn đảm bảo độ kín nước. Dự kiến bể đón khách từ ngày 19 tháng 5 và sẽ là điểm bơi độc đáo để bơi lội ở Anh. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, chỉ có cư dân của tòa nhà cùng những vị khách của họ mới có thể bơi tại đây.